tiếp đường cao tốc này. Đường cao tốc mà dầu dây vòng tiếp với nước mặt. Xe chung cái bệnh rồi chúng ta tạm dừng trong vòng ít phút đi tiếp. Ok, sau khi đón trả khách vài phút thì tiếp tục lên đường về ga Phan Thiết. Ga Phan Thiết là ga cuối cùng của hành trình.
vẫn còn chữ là ga mương máng này. Đó, ga mương máng là mờ đi nè. Over world of this.
này yên ngủ ngon rồi. Lần sau.